nằm trong chuỗi sự kiện hội ngộ ngành cửa Việt Nam năm 2019. Ngày 17 tháng 11, tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Cần Thơ, diễn ra chương trình hội ngộ ngành cửa miền Tây với chủ đề Giao lưu, hợp tác, phát triển lần thứ nhất năm 2019. Đây là một sự kiện đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức tại miền Tây, tiếp nối thành công của các liên hoan hội ngành tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện chính thức khởi động bằng triển lãm trưng bày sản phẩm và phụ kiện ngành cửa với sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp, hội viên trong và ngoài ngành cửa cùng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tìm kiếm các đối tác và nhà đầu tư. Chương trình hội ngộ ngành cửa miền Tây được xem là sân chơi lớn nhất của toàn thể các doanh nghiệp tại khu vực miền Tây với mong muốn lan truyền thông điệp ngành nghề, gia tăng động lực phát triển cho mỗi đơn vị cũng như tạo sự gắn kết mạnh mẽ, hợp lực sức mạnh tập thể để cùng nhau chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, đồng thời khẳng định những đóng góp của hội ngành cửa miền Tây vào sự phát triển chung của hội ngành cửa Việt Nam. Đêm gala diễn ra trong không gian sang trọng, đẳng cấp tại tầng 4 khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ với các hoạt động ca nhạc sôi động, bốc thăm trúng thưởng, tặng hoa và cúp tri ân các đơn vị cùng đồng hành. Ông Trần Hiệp, trưởng ban tổ chức chia sẻ. Tỉnh miền Tây đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, đi cùng với sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế các doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp và sản xuất cửa, vật tư, thiết bị ngành cửa tại khu vực đã ra đời. Từ việc hoạt động riêng lẻ, chưa có sự thống nhất về các tiêu chuẩn xây dựng, thiếu vắng sự gắn kết, tương trợ lẫn nhau, dẫn tới việc ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội, cho đến khi cùng nhau tập hợp lại thành một khối chung, cùng nhau trao đổi nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng những yêu cầu về chất lượng sản phẩm, mang đến thị trường những công trình dự án tiêu biểu với trình độ sản xuất tiên tiến, chuyên nghiệp và hoàn thiện. Có được những thành công như ngày hôm nay là từ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các doanh nghiệp cửa miền Tây với sự đóng góp, hỗ trợ của các đối tác, đơn vị ngoài ngành cùng chung tay lý tưởng, cùng chung mục đích xây dựng một hiệp hội ngành cửa Việt Nam lớn mạnh.